có một con thuyền đang chạy trong sa mạc. Phía sau con thuyền có một quái vật thoát ẩn thoát hiện. Một lúc sau nó tấn công con thuyền. Trong lúc hỗn loạn, thuyền viên JA bị thùng rượu đập vào người rơi khỏi thuyền. Chào các bạn, bộ phim hành động giả tưởng thợ săn quái vật có sự tham gia diễn xuất của nữ diễn viên Mila Jovovich, đội trưởng đội A biệt động quân Hoa Kỳ đang dẫn đội đi làm nhiệm vụ. Vừa nãy, toàn bộ thành viên đội B đã biến mất một cách thần bí cùng với xe bọc thép. Tổng cục nói, trước khi mất tích, đội B đã gặp phải bão cát. Nhưng khi đội A vừa tìm thấy dấu tích của đội B, thì họ cũng phải đối mặt với trận bão cát. Đội trưởng Natalie đánh hơi thấy sự nguy hiểm. Cô quả quyết dẫn đội tránh bão cát. Nhưng xe có nhanh đến đâu, cũng chẳng thể thoát khỏi cơn bão cát ngập trời. Chớp mắt chiếc xe bị bão cát nuốt trọn. Mọi người nhanh chóng nhận ra điều bất thường, không những có sấm sét xuất hiện trong cơn bão, biển đá chỉ đường trước mặt còn phát ra ánh sáng kỳ lạ, dường như muốn dẫn đường cho họ. Không lâu sau, chiếc xe rơi xuống vực, xung quanh lại phát ra ánh sáng kỳ dị. Sau khi rơi xuống an toàn, tất cả đều trở lại bình thường, ngỡ như một giấc mơ. Không thành viên nào bị thương, chiếc xe vẫn nổ máy bình thường. Nhưng sấm sét đã làm hỏng GPS, điện thoại vệ tinh và la bàn. Natalie thấy cảnh tượng ở đây khác xa so với bản đồ. Kiến trúc và dãy núi ở đây vô cùng kỳ lạ. Họ tìm thấy xe bọc thép đã hỏng và thi thể của thành viên đội B ở gần đó. Có dấu vết đánh nhau ở đây, nhưng dường như đội B đã không bắn trúng mục tiêu. Dường như họ bị một vũ khí đáng sợ hơn cả súng phun lửa tấn công. Rốt cuộc hung thủ là ai, không có manh mối. Natalie quyết định dẫn đội quay lại cứ địa dựa theo hướng mặt trời. Để khích lệ tinh thần, cô đã rủ mọi người cùng cất vang tiếng hát. Một lúc sau, tất cả sững sờ, trên đường bỗng xuất hiện nhiều xương động vật khổng lồ. Tất cả thành viên đều cảm thấy bất an. Một mũi tên bọc bột đỏ từ phía xa bắn tới. Người bắn chính là thuyền viên JA xuất hiện ở đầu bộ phim. Dường như anh đang nhắc họ cẩn thận với thứ gì đó. Quả nhiên phía sau họ có một con vật đang di chuyển dưới cát. Nó chính là quái vật mà JA nhắc tới. Các thành viên nổ máy, con quái vật theo sát phía sau. Súng không có bất kỳ tác dụng nào với con quái vật. Tiếp đó một chiếc xe bị sừng con quái vật hất văng. Con quái vật lộ diện. Hai thành viên và chiếc xe bị con quái vật hất văng ra xa mấy chục mét. Natalie bảo đồng đội dùng súng bắn tên lửa. Nhưng chiếc xe này cũng lãnh hậu quả như chiếc xe kia. Một đồng đội vừa mới ló đầu ra, liền bị quái vật đâm sừng vào người. Để bảo vệ đồng đội, anh đã ném lựu đạn về phía con quái vật. Nhưng da nó dày thật sự, nó chẳng hề hấn gì. Natalie dẫn đồng đội trốn vào khu rừng đá bên cạnh. Khi quái vật tấn công mọi người, JA chạy đến bắn tên vào quái vật. Đội B nhân cơ hội trốn vào hang núi. Sau khi tấn công mấy lần không thành, quái vật bỏ đi. Lần này họ biết mình đã xuyên đến một thế giới khác. Das cảm thấy hoảng sợ đầu tiên. Để vững lòng quân, Natalie nói với mọi người, là một quân nhân, cho dù ở đâu, đều phải biết phát huy sở trường của mình, đó chính là chiến đấu và sống sót. Vừa dứt lời, Natalie bị một cái càng khổng lồ kẹp lại. Phía sau cô xuất hiện một con nhện. Cô bị chiếc đuôi có nọc độc châm vào, thời khắc nguy hiểm phải dựa vào lính bắn tỉa. Mắc bình tĩnh bắn nổ một bên mắt của con nhện. Con nhện đau đớn thả Natalie rồi bỏ chạy. Nhưng tiếc là tim cô đã ngừng đập, đồng đội cũng bó tay. Bỗng vô vàn con nhện xuất hiện tấn công họ. Để bảo vệ mạng sống, họ buộc phải để Natalie ở lại. Nhưng nhện ngày một nhiều. Bỗng JA xuất hiện bắn cung tên giải vây cho họ. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Một đồng đội bị bắt và làm mồi cho chúng. Lúc này, Natalie tưởng chừng đã chết bỗng sống dậy. Nhưng cô cũng giống đồng đội của mình, không thoát khỏi sự truy bắt của lũ nhện. Họ bị nhốt vào trong một cái kén. Sau khi tỉnh dậy, Natalie xé rách kén rơi xuống đất. Nhưng ngoài cô ra, tất cả đồng đội đã chết. Cô cầm theo túi thuốc định chạy trốn. Nhưng nơi này là tổ của lũ nhện. Đã thế cô còn bị thương, muốn trốn ra ngoài càng thêm khó khăn. Natalie cầm đuốc đi xem xét xung quanh. Nhưng cô không biết rằng, ánh lửa đã thu hút sự chú ý của lũ nhện. Một lúc sau, cô xông vào lãnh địa ấp trứng của lũ nhện và thấy một đội viên may mắn còn sống. Anh ta trông vô cùng kiệt quệ, chắc đã trúng độc khá nặng. Khi Natalie dìu anh ta đi tìm đường thoát, lũ nhện đã chặn đường họ lại. Natalie cảm thấy run rẩy khi thấy người đàn ông đau đớn khắp toàn thân. Cởi áo ra xem mới thấy trên người anh ta toàn là nhện con. Xem ra cơ thể anh ta đã trở thành nơi ấp trứng của nhện. Để chạy trốn, Natalie dùng bật lửa mang trong người và bình oxy trong túi thuốc. Phun lửa đốt khiến lũ nhện lùi về sau. Cô chui khỏi ổ nhện từ một cái hang nhỏ. Mặc dù đám nhện cũng đuổi theo sau, nhưng chúng cực sợ ánh mặt trời, nên tạm thời Natalie coi như sống sót. Cô dùng dao gắp đạn, lấy thuốc súng, nén đau xử lý sơ qua vết thương ở chân rồi lên đường. Cô trèo lên một hòn đá gần đó, nhìn đám bão cát tích tụ không chịu phân tán phía không xa. Muốn quay về chỉ đành chui vào trong đó thêm lần nữa. Cô cầm hòn đá ném vào sa mạc. Con quái vật bỗng chui lên, hy vọng ở ngay trước mắt nhưng gian nan vô cùng. Sau khi trèo xuống, Natalie đến một nơi toàn xác thuyền. Cô gặp JA ở đây. Do bất đồng ngôn ngữ, hai người xảy ra giao tranh. Cuối cùng JA bị đâm một nhát, còn Natalie bị JA trói lại đem về chỗ ở của anh. Cô hiểu ra một chuyện, JA không có ác ý. Thế là hai người ngủ lại một đêm ở đây. Ngày hôm sau, thể lực hồi phục, hai người lại xô sát với nhau, đánh từ chỗ lánh nạn ra bên ngoài. JA tí nữa thì rơi vào ổ của lũ nhện. May mà Natalie kéo anh lên, không đánh không quen biết. Cô tặng tôi viên kẹo sô-cô-la, tôi tặng cô túi nước, chúng ta vẫn cứ là bạn tốt. Sau đó hai người xác định mục tiêu chung, đến chỗ bão cát và quay về thế giới thực tại. Nhưng con quái vật trốn dưới sa mạc lại là vấn đề đau đầu nhất. Thế là JA nghĩ ra một cách. Anh định dùng độc của nhện để hạ độc quái vật.
Cách thì có rồi nhưng thực thi kiểu gì? Jay hướng ánh nhìn về Natalie. Kế hoạch bắt đầu vào buổi tối. Natalie phụ trách hát, dụ một con nhện vào bẫy. Sau khi con nhện bị trói lại, Jay dùng mã tấu của mình giết chết nó. Kế hoạch rất thuận lợi, trước khi đám nhện lao tới, họ đã lấy được cái đuôi có nọc độc. Nhưng muốn đánh bại đám quái vật chỉ dựa vào mỗi sức lực là không đủ. Để ăn chắc, hai người đã chuẩn bị cực kỹ lưỡng. Họ đến chỗ xác cái thuyền tự chế tạo nỏ dài bắn thùng rượu ra xa. Đợi sau khi quái vật trúng kế, hai người vội chạy về phía chiếc xe có súng bắn tên lửa. Nhưng họ vẫn chậm chân hơn so với quái vật. Họ dừng lại trước chỗ đỗ xe không xa. Con quái vật săn mồi dựa vào sự chuyển động, con mồi bất động thì sẽ không bị tấn công. Nhưng muốn hoàn thiện kế hoạch thì súng bắn tên lửa là vật bắt buộc. Lần này, Jay làm mồi dụ quái vật, Natalie nhân cơ hội lấy súng. Nhưng Jay làm sao chạy nhanh hơn quái vật được. Anh bị hất văng lên cao rồi rơi xuống, sau đó rút mũi tên đã chấm độc, bắn vào mắt nó. Nhưng trước khi độc phát tác, Jay bị đuôi quái vật quật ngã, nằm bất động. Thời khắc nguy hiểm, Natalie dùng súng Gatling đuổi con quái vật. Vận động mạnh khiến độc phát tán nhanh chóng. Thị giác của nó mờ đi, Natalie nắm lấy cơ hội, bắn súng tên lửa vào quái vật. Nhưng ai ngờ nó lại khó nhằn như vậy. Nó vẫn cố dùng sừng đâm vào Natalie. Cô chui vào xe ô tô lật người vài vòng mới bảo toàn được mạng sống. Xem ra độc chỉ có thể làm tê liệt nó một lát. Quái vật ngày càng tiến lại gần phía cô. Jay hồi phục trèo lên đầu nó, dùng mã tấu cắm mạnh vào đầu nó. Mã tấu vẫn cắm trên đầu, còn Jay thì bị hất văng mấy chục mét rồi ngã xuống đất. Thấy vậy, Natalie bắn móc trên cánh tay vào đầu quái vật, sau đó lấy đà bay lên đầu nó, chút hết sức cắm sâu mã tấu vào đầu quái vật. Con quái vật nằm xuống. Natalie dùng dao cắt một miếng vảy lớn, kéo Jay đang bất tỉnh tiến về phía bão cát. Sau một đêm nghỉ ngơi, Jay tinh thần sảng khoái. Ngày hôm sau, hai người đến một ốc đảo. Phía trước xuất hiện một đám khủng long đang ăn cỏ, chắc nơi này là thế giới tiền sử. Khi hai người đang cảm thấy đói bụng thì một con quái vật tự chui đầu vào rọ, bị Jay chặt làm đôi. Sau khi ăn no nê, họ nằm ngủ tại chỗ. Buổi tối, tiếng rú lớn đánh thức hai người. Đám lửa gần đó khiến Jay cảm thấy run sợ. Anh biết quái vật lửa đã xuất hiện, Natalie cũng biết đội B đã bị nó tiêu diệt. Đám khủng long sợ hãi bỏ chạy tán loạn, chỗ hai người dừng chân cũng gặp nguy hiểm. Bỗng vài bóng người xuất hiện, vũ khí của họ rất kỳ lạ. Dao trong tay họ có thể phát ra lửa tấn công, giống như có ma thuật vậy. Người cầm đầu tóc vàng còn biết nói tiếng Anh. Natalie chưa kịp vui mừng bèn bị đánh bất tỉnh. Sau khi tỉnh dậy, cô mới biết Jay cùng hội với họ. Họ là thợ săn quái vật ở thế giới này, thủ lĩnh thợ săn nói với Natalie. Trên một tòa tháp ở đỉnh núi có di tích văn minh cổ đại. Họ từng có một nền khoa học kỹ thuật vô cùng tiên tiến. Nhưng nền khoa học kỹ thuật đó lại giết chết chính họ. Tòa tháp là cánh cửa để người cổ đại đi xuyên qua các thế giới khác nhau. Nhưng di tích này do con quái vật lửa canh gác. Natalie muốn quay về thế giới thực tại thì phải đánh bại con quái vật này. Thợ săn vốn không hoan nghênh người thuộc thế giới của Natalie. Họ cho rằng thế giới của cô sẽ hủy diệt thế giới của họ. Nếu là những người khác có lẽ đã bị tiêu diệt. Nhưng Natalie và Jay đã cùng trải qua sống chết với nhau, nên họ sẽ đưa cô về lại thế giới của mình. Trải qua một ngày dài bôn ba, họ đã đến ngọn tháp. Ngọn tháp này có khả năng kiểm soát bão nhờ vào nhiệt lượng của dung nham, chế tạo ra cánh cửa đi tới thế giới của Natalie. Nhưng khó khăn lớn nhất là đám quái vật lửa xung quanh. Chúng vẫn luôn giấu mình trong mưa bão, một khi nắm được cơ hội thì sẽ có người phải chết. Thấy có người xông vào lãnh địa của mình, quái vật lửa gầm lên. Thủ lĩnh dùng mã tấu lửa chém về phía quái vật, nhưng không gây ra tổn thương gì cho nó. Những người khác phản công từ nhiều hướng khác nhau. Đến Natalie cũng cầm hai mã tấu lửa. Cô tận dụng thân hình nhỏ bé của mình lượn lờ dưới chân con quái vật, liên tục gây vết thương nhỏ cho nó. Giống như kiến và voi, chỉ gãi ngứa cho nó mà thôi. Cuối cùng hai thanh mã tấu đâm thẳng vào mồm con quái vật, nhân lúc quái vật lắc đầu, tiếp cận đến đường hầm nằm cạnh vực núi. Quái vật phun lửa, Natalie nhảy xuống vực đi xuyên qua đường hầm. Ánh mắt trời chói chang, sa mạc quen thuộc. Trực thăng bay lượn trên bầu trời, cô đã trở về. Kể từ khi hai đội mất tích, quân đội vẫn luôn tìm kiếm họ. Khi Natalie tưởng mình đã bình an vô sự, sấm sét ngập trời, quái vật cũng xuyên không theo cô. Trực thăng bị xé nát rơi vỡ vụn. Đoàn quân dưới mặt đất bị quái vật phun lửa thiêu rụi. Xe tăng bị nó cắn làm đôi. Súng trên trực thăng không bắn xuyên qua được vảy của nó. Nó quá mạnh. Nhưng mạnh thế nào được so với nữ chính? Natalie nhớ đến lời thủ lĩnh bộ lạc. Điểm yếu của nó chính là trước khi nó phun lửa, người và quái vật giao chiến chính diện với nhau. Natalie dùng móc bay lên cánh nó, dùng dao vạch một đường dài trên cánh nó. Khi nó định phun lửa, Natalie chịu đau, cô đốt thuốc nổ, sau đó bắn vào họng con quái vật. Con quái vật mạnh mẽ này sẽ ngã xuống sao? Không hề, nó lại đứng dậy và tiến lại gần Natalie. Mấy mũi tên buộc thuốc nổ bắn tới tấp vào vết thương của nó. Thì ra thủ lĩnh và Jay cũng xuyên không tới thế giới này. Cuối cùng anh hùng cứu mỹ nhân, quái vật nằm xuống. Nhưng tòa tháp không hề đóng lại. Vô số quái vật đến thế giới của Natalie, cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Bộ phim dựa trên trò chơi phiêu lưu thợ săn quái vật. Tình tiết đơn giản, nhưng đây không phải là trọng tâm, mà có gay cấn hồi hộp hay không. Sa mạc cát bao la, dung nham núi lửa cuồn cuộn, ốc đảo xanh, tòa tháp thần bí cổ đại, con thuyền chạy trên bãi cát, đã tái hiện một thế giới tràn đầy mới mẻ. Nếu bạn là người chơi game thợ săn quái vật, yêu thích quái vật thì đừng bỏ lỡ bộ phim này nhé. Tôi là Review Chất, hẹn gặp lại. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để
cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.